4 kỹ năng trong lộ trình làm content chuyên nghiệp. Cách làm content chuẩn SEO chuyên nghiệp là cách để viết bài trang web chuẩn SEO thân thiện bộ tìm kiếm Google. Cách thứ nhất, bạn phải có năng khiếu viết content chuẩn SEO. Cách thứ hai, bạn phải học được cách làm được cái bài content chuẩn SEO. Cái thứ ba là các bạn phải biết thiết kế quảng cáo, thiết kế video quảng cáo. Thứ tư, các bạn phải biết xây dựng website. Và từ đó các bạn có thể là thực hiện dự án thực tế của riêng mình và của người thân. Và cuối cùng, những cái dự án đó sẽ đem cho các bạn những cái kinh nghiệm tuyệt vời trong việc là viết content chuẩn SEO chuyên nghiệp.